dọc sâu cái này vô, xong rồi chờ 10 phút con kéo ra, kéo từ 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 từ, đó đó thấy không, đó à kéo nó được rồi. Đây cái đầu mà nó bị dính vô đây không thể nào cắm vô được đó. Cái lần hai cái cây kim hoặc là cái gì đó đây, đơn giản ta lấy được đó. Còn cái lần hai gì hai cái bật lửa, hai cái bật lửa các bạn hai đó. Hai đầu kim.